Rồi bỏ mấy cái icon mới vô ha. Đây, những icon mới này các bạn ơi. Đầu tiên là icon búp bê nha. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Ngày hôm qua thì có bạn like và đăng ký kênh rồi ha. Bạn Sang đã like video và đăng ký kênh nè. Và món quà thỏi vàng của bạn Sang muốn đó là má hồng hả? Ok, anh sẽ tặng cho bạn Sang một cái má hồng nha. Rồi, Vũ Viking tặng em. Rồi, bạn nào muốn nhận đồ thỏi vàng nữa thì bình luận phía bên dưới nhé các bạn. Điều kiện là bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Ngày hôm nay thì nhà phát hành ra bê VIP mới các bạn ơi. Đây, wow, quá đi cầu mới các bạn, khinh khí cầu ha. Khinh khí cầu mới, đây là phương tiện nha mọi người. Tốc độ đó là tốc độ 2 và 5 chỗ, cũng giống như những cái khinh khí cầu kia thôi các bạn. Y chang luôn ha, không chỉ là nhà phát hành sơn màu lại, bên này là đổi phong cách một chút xíu thôi. Đây là khinh khí cầu cầu vòng nha mọi người, để màu sắc đẹp hơn những khinh khí cầu trước ha. Rồi, với lại là chúng ta sẽ có một cái bộ đồ mẫu giáo nha. Vì chủ đề này là chủ đề mẫu giáo cầu vòng. Thì trong VIP này nó xịn nhất là bộ đồ khinh khí cầu các bạn. Gấu thì cũng dễ thương nè. Đấy thì các bạn sẽ được nhận kim cương cũng như là tiền sao nữa ha. Mình là đối tác của Play Together, nhưng mà ngày hôm nay nhà phát hành chưa có gửi cho mình mọi người ơi. Trời ơi, ngày hôm nay sao nhà phát hành gửi cho trễ với ta. Mình nhớ VIP lần trước thì nhà phát hành gửi sớm lắm luôn á. Còn những lần gửi trễ này hình như là qua thứ hai mới gửi cho mình luôn hay sao á. Trời ơi, rồi sao review sớm cho mọi người xem được. Thì mình nghĩ cái này nó cũng để qua thứ hai mình sẽ mở full cho mọi người xem nha. Ở đây thì có những cái đồ nội thất mới này. Ôi, tủ sách trông đẹp thế nhờ. Rồi cái bàn, ui, đồ cổ bông rainbow nhìn đẹp ghê đó mọi người. Nhưng mà mình hôm nay mình không review sớm cho mọi người xem được rồi, vì nhà phát hành thứ hai mới gửi cho mình, mới lại là gửi cho mình thêm 200-300 kim cương gì nữa đấy. Đấy, mới lại full VIP luôn, là mình mở full cho mọi người xem vào thứ hai nha. Chắc là thứ hai mới gửi ấy. Khi nào có sớm thì mình sẽ review sớm cho mọi người xem. Hôm qua thì mình đã hướng dẫn cho mọi người lấy những icon hành động mới rồi đúng không? Nhưng mà còn mấy cái ẩn nha mọi người. Mấy cái ẩn thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nốt cho mọi người luôn. Thì các bạn sẽ mở full những cái hành động mới luôn ha. Đây hành động mới nha các bạn ơi, hành động mới ha. Thì những hành động còn lại đây thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ để nhận nha mọi người. Nhiệm vụ của các bạn đó là phải chơi 50 cái trò chơi thời trang của tôi ha. Tham gia Fashion Monster Runway này các bạn 50 lần ha. Hiện tại thì mình có 49 lần rồi. Bây giờ mình chỉ tham gia thêm một lần nữa thôi là mình sẽ nhận hết những icon hành động mới nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ tham gia ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn vô tham gia là đủ 50 lần nè. Đấy, ôi đó, nhận được icon hết rồi đó các bạn. Sao nó mới hiện ra một cái icon vậy ta? Để một xíu ra mình check thôi ha. Rồi bây giờ mình check thử coi nó mở hết luôn không nha mọi người. Đây, trong trang phục nè, icon mới nè. Ui, mở hết luôn nha các bạn. Đây, đây, hồi nãy thì có mấy cái ẩn đúng không? Rồi bây giờ thì nó mở sạch luôn nha mọi người. À, còn mấy cái này. À, cái này là trong cái sự kiện hôm qua thứ hai nha mọi người. À, cõi này thì cũ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi xem những cái mới nha. Đây thì nó mới mở cho mình ba cái nha các bạn. Đây, ba cái này ha. Một cái là bay trên ma sàn nè, một cái là búp bê theo nhịp nhúc nhích nè. Đấy, ba cái mới nha mọi người. Một cái nữa là, uầy, mình gỡ cái này ra. Đây, một cái nữa là chỉnh cổ áo nha các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ nhận thêm được ba cái nữa ha. Khi mà các bạn hoàn thành được 50 cái tham gia trò chơi thời trang mới nha mọi người. Và các bạn cũng sẽ nhận được kim cương khi mà hoàn thành ha. Đây, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ nhận kim cương nha các bạn. Đây, đầu tiên này, 50 nha, 50 lần chơi nha mọi người. Hình như là chơi thêm nữa sẽ nhận được mấy cái icon còn lại luôn hay sao ấy. Rồi top 1 sự kiện nè. Đây, mình được 10 cái top 1 rồi. Không biết là mọi người được bao nhiêu cái top 1 rồi ha. Đấy, mọi người nhớ tham gia sự kiện để nhận icon mới nha. Rồi, bỏ mấy cái icon mới vô ha. Đây, những icon mới này các bạn ơi. Đầu tiên là icon búp bê nha. Xong rồi, tiếp là bay lên nè. Còn ở đây là cái gì quên mất rồi. Với lại là có một cái icon ở trong cái hộp quà nữa nha mọi người. Trong hộp quà thứ hai nữa ha, nhưng mà ngày hôm nay thì chưa có mở được hộp quà thứ hai đâu. Đây, để xem hộp quà thứ hai. Đây, hộp quà thứ hai này thì các bạn sẽ nhận được một icon tượng may mắn này. Hình như còn hai cái icon nữa đúng không nhỉ? Như còn hai cái icon nữa. Vua chế tạo. Uầy, bữa giờ mình chế tạo cũng hơi nhiều rồi nhờ. Đây, nhận cái vua chế tạo các bạn. Đấy là các bạn sẽ nhận được thêm ba cái icon nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra đi ra làm nhiệm vụ nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ ha. À, hôm nay điểm danh được một cái vé coupon các bạn. Mình ra mình lấy cái vé coupon mình mở coi thử. Đây, điểm danh ngày hôm nay.
Đây, quà điểm danh một cái vé coupon nha. À, thường thường mấy cái vé coupon, cái vé coupon mà nhà phát hành cho mở hay hơn lắm nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cái này coi. Ra cái gì đây? Tóc. Trời đất ơi, ra cái xe mọi người ơi, cái xe để co nha. Xe để co thôi chứ không có làm gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha mọi người. Ngày hôm nay thì đi làm nhiệm vụ để mà chuẩn bị mở hộp quà thứ hai nha, để mà còn nhận full bộ đồ nữa các bạn. Xem thử là ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu tiền nữa ha. À, cái mà để mà hoàn thành nhanh cái sự kiện nhiệm vụ đó các bạn thì các bạn cũng có mẹo đó mọi người. Hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi, trả nhiệm vụ ha. Rồi nhân ba lên nè. Tiếp tục nữa, đây là nhiệm vụ chắc đi chế tạo. Ôi trời ơi, cái bánh này ở đâu ra mình có nhiều vậy? À hồi xưa là mua cái này để mà nhận cái vé vàng đó các bạn. Rồi quá trời luôn. Tiếp tục ha, đây cái này thì mình cũng chế tạo luôn rồi, mình trả nhiệm vụ thôi. Các bạn nhớ chế tạo sẵn nha. Chế tạo sẵn xong rồi các bạn làm nhiệm vụ rất là nhanh luôn, làm dèo dèo luôn các bạn ơi. Rồi cái này mình chế tạo luôn rồi, 4 cái luôn, hẳn là 4 cái luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là chế tạo cái này mình cũng chế tạo luôn rồi. Cái này đi câu cá hồi nè, à, cá thu nè. Rồi một con nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi. Đi cà phê hôm qua mình cũng mua rồi nè. Rồi nhân ba lên ha. Rồi ui, làm nhiệm vụ nhanh chưa mọi người, dèo 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 ha. Rồi nhận xu trong đây nữa nha các bạn. Trong đây cũng được trăm mấy xu, gần 200 xu nữa nè. 170 sao nha. Rồi xu nếu mà các bạn muốn xu nhiều quá, nhanh có đồ sớm thì các bạn có thể là chơi mini game hoặc đi câu cá ha, để nhận xu bonus thêm nha các bạn. Rồi sự kiện nè, đây ui 2000 xu các bạn ơi. 2000 xu thì các bạn có thể là đổi cái này để mà chế tạo những cái món đồ mới trong cửa hàng chế tạo nha. Đây bàn chế tạo mới này các bạn ơi. Đây thì các bạn có thể là dùng cái linh hồn đó nha. Đây cái linh hồn này các bạn đổi linh hồn nè thì các bạn có thể là chế tạo được một cái nền sân khấu. Đây xịn đúng không mọi người, là mình chế tạo sẽ tốn một cái viên ngọc lục hồng ngọc nè, tốn một viên hồng ngọc nha mọi người. Còn mấy cái đá kia thì dễ kiếm ha. Với lại cái này thì mọi người đổi từ cái xu thời gian là được. Cái này cũng tương tự nè, tốn 5 cái linh hồn thôi. Đây thì kiểu như trang trí một cái biểu diễn sân khấu, biểu diễn thời trang đó các bạn. Thì các bạn phải cần đổi những cái món đồ này để decor nha, nhìn nó mới xịn nha các bạn. Đây cái này cần 30 linh hồn nè. Mình thiếu quặng sắt mà đấy. Thì các bạn nào muốn chế tạo thì vô chế tạo nha mọi người. Thì các bạn có thể chế tạo những cái món đồ dưới đây nữa nè. Ui, những cái này hồi xưa các bạn mua rất là mắc tiền, nhưng mà giờ có thể là chế tạo rất là dễ nha mọi người. À cái này tốn một cái ngọc lục bảo nha mọi người. À cái ngọc này ngọc bích chứ nữa, ngọc bích nha. Với lại là một cái con này thôi, con trai tay tượng thôi là các bạn chế tạo được các bạn đây nè. Bạn chụp hình rất là đẹp luôn. Với lại cái sân khấu này thì mình đang thiếu một cái sú mì mọi người. Phải đi kiếm một cái sú mì này mình mới chế tạo được một cái sân khấu lấp lánh này ha. Rồi các bạn nhớ vào tham gia 50 cái trò chơi biểu diễn thời trang nha, để nhận những icon mới nha mọi người. Đây cái icon búp bê này rất là xịn luôn nè. Đấy, búp bê chào meow. Rồi bye bye các bạn, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Mình còn có gì mới nữa thì mình sẽ cập nhật thông tin cũng như hướng dẫn mọi người nhận những icon còn lại nha. Bye bye.